Xin chào tất cả các bé. Hôm nay cô Trang đang đi dạo ở vườn hoa với rất là nhiều cây cối này, rất là nhiều những loại hoa khác nhau với nhiều màu sắc khác nhau đấy. Ồ, chúng mình có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì vậy nhỉ? Ồ, thì ra là một bạn sâu đang ăn lá ở trên cây. Chúng mình vừa xem hình ảnh chú sâu đang ăn lá ở trên cây đấy. Hôm nay, cô chàng cũng đem đến cho chúng mình một bức tranh về một chú sâu rất là đáng yêu đấy. Chúng mình nhìn này. Nào, chúng mình hãy cùng nhau quan sát một chút nhé. Đầu của chú sâu có thể lắc lư, trông rất là ngộ nghĩnh. Chú sâu này có màu gì? À, màu xanh. Chú sâu này được làm bằng hình gì? Đó là hình tròn. Nhìn kỹ một chút sẽ thấy phần đầu của chú sâu to hơn này, còn phần thân được dán bằng những hình tròn nhỏ hơn. Để làm được thân của chú sâu, cô phải dán những hình tròn nối tiếp nhau đấy. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bé cùng với bố mẹ làm chú sâu đáng yêu này nhé. Để làm được một chú sâu ngộ nghĩnh, chúng mình cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau. Giấy A4 đã vẽ sẵn hình chú sâu. Bút màu, một hình tròn to, 5 hình tròn nhỏ. Keo dán, khăn, 2 dải giấy màu. Nguyên vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chúng mình cùng bắt tay vào làm thôi nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ làm phần đầu của chú sâu. Để làm đầu của chú sâu có thể chuyển động được thì hơi khó một chút xíu. Các bé hãy nhờ bố mẹ giúp nhé. Bố mẹ hãy lấy 2 dải giấy màu, dán 2 đầu của dải giấy vào với nhau. Sau đó đan 2 dải giấy vào nhau như thế này. Bố mẹ hãy lấy một hình tròn to, dùng bút đen vẽ 2 cái mắt tròn, một cái miệng cười xinh và bôi hồ dán phần đầu của chú sâu vào. Tiếp theo, các bé hãy cùng cô làm phần thân của chú sâu nhé. Lấy một ngón tay, chấm hồ phết đều vào bên trong của hình tròn đã vẽ trên giấy. Khi bôi, các con nhớ bôi vừa đủ và di nhẹ thôi nhé. Cô Trang đang lấy hình gì đây nhỉ? À, hình tròn. Cô đặt hình tròn lên chỗ vừa bôi hồ. Cô vuốt nhẹ để cho hình tròn không bị nhăn và dính chặt hơn. Tiếp theo, cô lại chấm hồ phết đều vào bên trong hình tròn. Lấy một hình tròn này. Hình tròn này có màu gì nhỉ? À, hình tròn màu xanh. Cô dán hình tròn màu xanh lên chỗ vừa bôi hồ, dùng tay vuốt nhẹ. Để làm được thân của chú sâu thì cô phải dán những hình tròn nối tiếp sát cạnh nhau đấy. Chúng mình hãy dán những hình tròn tiếp theo tương tự như vậy để làm thân của chú sâu nhé. Cô Trang đang lấy hình gì đây? À, hình tròn. Cô đặt hình tròn lên chỗ vừa bôi hồ. Cô vuốt nhẹ để hình tròn không bị nhăn và dính chặt hơn. Cô đang làm gì đây nhỉ? À, cô đang dán con sâu. Những hình tròn màu xanh đã được cô dán vào giấy để tạo thành thân của chú sâu rồi đấy. Cô Trang vừa làm được một chú sâu xanh rất là đáng yêu rồi đấy. Ngoài ra chúng mình phải trang trí thêm cho bức tranh thiên đẹp này. Cô Trang còn làm thêm một bức tranh hình chú sâu màu vàng nữa này. Các bé có thể làm những chú sâu với nhiều màu sắc khác nhau. Chúc các bé làm được những chú sâu thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Xin chào và hẹn gặp lại các bé.